lực lượng Houthi tuyên bố không nhắm mục tiêu vào các tàu đi qua Biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandeb hay Vịnh Aden, với điều kiện các tàu phải khai báo thông tin rằng họ không có quan hệ với Israel. Các nhà khai thác vận tải biển được yêu cầu đăng thông tin trên các trang web giám sát hàng hải rằng họ không có mối liên hệ nào với Israel trước khi tàu của họ đi vào Biển Đỏ để tránh các cuộc tấn công. Kể từ tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi đã bắt giữ một tàu thương mại và thực hiện hơn 20 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân đi qua eo Biển Đỏ, eo biển Bab el-Mandeb và Vịnh Aden. Sau 3 năm, Mỹ đã đưa Houthi trở lại danh sách các nhóm khủng bố.